phường Đống Đa nè, phường Đống Đa trồng cây nêu. Xe đất khách, mới tìm cho xe đất khách. Dạ, và Đống Đa đông đúc. À, giờ này gần 5 giờ chiều rồi bạn, gần 5 giờ chiều rồi. Chiều 8 thì quay cảnh buôn bán bông cũng như là phố phường Quy Nhơn cho mọi người xem. Dạo thì mình thấy các loại bông như là hoa lan các bạn, lan hồ điệp thì bán hết sớm. Có chỗ này mới vô quay cho mọi người xem này, đó là tượng hai cá chép ngay chỗ hồ Bù Sen này. Này thấy chảy nước rồi, phun nước rồi. Cái mới nhất của Quy Nhơn cho mọi người xem này. Đây, đường phố người ta đi chơi Tết, sắm Tết các bạn. Đấy, người ta làm hai chỗ này có cái bậc thang tam cấp xuống, người ta sơn lại cho nó mới này, sạch sẽ này. Vào đây. Xong rồi nha. Bây giờ chỉ sửa lại tí thôi. Đấy, nhắc đèn lên các bạn. Quả con này nó phun nước nè. Trong kia có chữ chúc mừng năm mới. Ở trong đó thì vẫn còn đang hút hồ các bạn. Đấy, bánh ra xe chưa? Chung là khoảng tầm ngày mai nữa, lát đé ở phía dưới chân nữa là sẽ xong các bạn. Bây giờ thì đang đèn đuốc đang đắp nó hắt lên. Tầm chiều tối mai là sẽ đẹp. Đấy, ở trong là cái bơm bạn, bơm ra, phun ra. Đấy, chỗ đây tân trang lại này. Đường phố bây giờ mới có 5 giờ kém thôi nhưng mà cũng lên đèn rồi. Đón năm mới sớm. Hồ Bù Sen. Giống y xì cá của Đà Nẵng luôn bạn. Y xì luôn.
check in. Đấy, Hồ Lan bán gần hết rồi nè bạn. Hồ Lan mấy hồ bữa nhập về nhiều nay bán gần hết rồi. Hồ Lan mình thấy là bán nhiều cái quay là bán hết các bạn, bán nhanh hết nhất. Cúc thì là bán chậm nhất. Cúc do cúc nó nhiều các bạn. Hết rồi trong vườn người ta chở tới nữa. Tám rồi thì là những ngày bán bông nó rộn ràng nhất có thể. Đó, qua 9 ngày nữa là xong. Trưa 30 là người ta chắc là người ta dọn hàng các bạn. Tới chiều phải trả mặt bằng cho bên đô thị người ta dọn. Đấy. Còn hoa rất là nhiều luôn. Còn rất là nhiều. Đào mai rồi còn đủ. Mười sáu giờ 55 các bạn, theo bạn đồng hồ. 16:55. Mai cúc còn rất là nhiều. Làm sao phải buông Hoa Lan mới được. Ở trong kia là cái chỗ check-in mới xong rồi các bạn. Chưa thấy họ mở đèn. Mở đèn lên nữa nó mới đẹp. Giờ này rồi mình chưa thấy họ mở đèn. Đấy. Bông ngủ sách. Ê khách. Đường hoa nhỏ nhỏ người ta mua rất là nhiều. Trách thì cũng còn rất là nhiều các bạn. Mai nhiều. Xuống trung tâm quảng trường cho người xem dưới này có gì khác không. Đường cái nó không mưa nhưng mà là gió gió lớn các bạn, gió lạnh không phải bữa này gió này chở mai chở bông chở cúc rồi ngã người á. Đẹp chưa. Sân khấu bên kia dựng xong rồi, sân khấu đón năm mới. Đó, phía trong tượng đài, người ta làm mấy cái chỗ tiểu cảnh để mà chụp hình.
Năm nay thì cái này họ dồn xuống quảng trường các bạn. Chỗ quảng trường Vĩnh Thắng thì năm nay không có cái gì hết, dồn hết xuống dưới quảng trường chính này. Đấy, chỗ đây phường Ngô Mây cũng làm cái chỗ cái nêu các bạn. Đèn chính giữa quảng trường này bạn bây giờ xong rồi. Đấy, mọi người cái phần quá trời luôn.